Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Lâu lắm rồi mới gặp mọi người. Hôm nay mình mua được một ký ốc gai rất là ngon. Mình sẽ làm món ốc gai hấp thái ha. Ốc gai này mình đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ cho nó vào một cái nồi đất để chuẩn bị đem đi hấp thái nha. Hấp thái thì không thể nào thiếu sả đúng không nè. Mình sẽ cho vô đây một ít sả đập dập cắt khúc nha. Do mình rất là thích ăn cay cho nên là mình sẽ cho vô đây thêm ớt trái. Mình sẽ cho vô 3 trái nha mọi người. Để món ốc hấp của mình tăng thêm phần đậm đà thì mình sẽ nêm vô đây một ít nước mắm nha mọi người. Tùy theo khẩu vị mọi người thích ăn mặn hay là ăn nhạt. Sau đó mình sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê đường, một ít bột ngọt, một ít ớt bột Huế. Ớt bột này là ớt bột cay nha mọi người. Mọi người có thể gia giảm ớt bột theo khẩu vị của gia đình, có ăn cay được nhiều hay là ít nha. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Sau đó mình sẽ cho một ít nước lọc vào để hấp ốc. Trong lúc chờ ốc chín thì mình sẽ làm nước chấm ốc ha mọi người. Trong đây mình có sả, gừng, ớt, lá chanh, tỏi, chanh. Mình sẽ cho vô đây một vá đường, một vá nước mắm. Trộn đều các hỗn hợp này lên. Sau đó mình sẽ cho vô đây một ít bột ngọt, khoảng nửa trái chanh nha mọi người. Tùy theo mọi người muốn chua nhiều hay là chua ít nè. Trộn đều tất cả mọi thứ lên cho gia vị hòa tan lại với nhau. Mình sẽ cho vô đây tỏi ớt nè, chanh thái lát, sả, lá chanh và gừng băm nhỏ. Trộn đều hỗn hợp lên. Bây giờ mình sẽ đã có một cái chén nước chấm ốc xuất sắc luôn đó mọi người. Cái này chấm ốc là ngon miễn chê luôn nè. Mọi người thấy không? Chu choa hấp dẫn quá đi thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nồi ốc ha. Nồi ốc của mình đã chín nè, sôi sùng sục luôn. Mình sẽ nếm lại thử coi cái nước ốc này nó vừa chưa, để mình có thể điều chỉnh lại cái gia vị ha, gia giảm lại nó. Mình thử thì mình thấy nước ốc của mình nó còn hơi nhạt một tí á mọi người, cho nên là mình sẽ cho thêm một xí xì nước mắm vô. Sau đó mình sẽ cho thêm một ít tỏi băm nhỏ vô để tăng thêm mùi thơm nha mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình ha. Lâu lắm rồi mình mới làm clip lại đó mọi người. Thì rất là nhớ mọi người luôn. Hôm nay mình sẽ ăn món là ốc gai hấp thái nha mọi người. Siêu cay luôn. Hồi nãy mình đã nếm thử rồi, rất là cay. Với lại nước chấm thần thánh. Cái công thức nước chấm ốc của mình á, là chấm là không ghiền, không lấy tiền nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn nha, chứ nãy giờ thèm quá rồi. Đây, mình sẽ nhảy con ốc gai ra nha. Con ốc gai này nè, cái đít nó rất là đắng cho nên là mọi người ăn bỏ đít đi nha, lấy cái đầu thôi. Mời mọi người, mình sẽ chấm vô cái nước chấm thần thánh này đây. Ngon chưa, mình ăn nha. Ngon lắm mọi người. Ta nói cái món ốc là ốc bình ghiền nhất. Mình sẽ hấp thử cái nước súp nóng hôi hổi. Má ơi, nước nó ngon lắm mọi người ơi. Cay ngon. Mình thấy bây giờ á, ốc gai chủ yếu là người ta nướng nè, hay là luộc sả. Nhưng mà mọi người làm theo cái cách này của mình đi, đảm bảo cũng rất là ngon. Ốc gai hôm nay thì mình mua không có được to lắm.
loại nhỏ. Cái công thức nước chấm của mình rất là ngon. Mình rất là ghiền ăn ốc mọi người ơi. Có ai ghiền ăn ốc giống mình không ta? Công nhận cái nước ốc á nó ngon. Mình mua được ốc to nó ăn nó sẽ đã hơn mọi người ơi. Ốc này cũng không to lắm. Chấm mà kèm với lại lá chanh nè, gừng với tỏi ớt, tê tái, rất là ngon. Vì hôm nay có làm mà có một mình ăn à, nên mình làm ít thôi, làm nhiều quá không hết mọi người. Nước ốc ngon, xuất sắc luôn à, cay quá. Con này nó thụt lúc vô trong. Cái món ốc nào cũng vậy hết mọi người ơi. Linh hồn là nước chấm. Nước chấm ngon, tự động nó ngon. Rất là ngon. Mình thích cái nước ốc kinh khủng. Mình tưởng là con ốc này làm cái kiểu này hấp thái nó sẽ không ngon như là nghêu, nhưng mà nó rất là ngon mọi người ơi. Nghêu á thì khi mà mình nêm á, mình nêm ít gia vị lại chút, tại vì nghêu á nó mặn sẵn, còn con này nó không có mặn mọi người. Mình nêm kiểu mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt, thơm thơm, ăn rất ngon. Cái công thức này nè, mình làm cho ốc ốc lát hay ốc bu gì cũng ngon.
ốc á thì phải ăn cay hít hà nó mới ngon. Nhưng mà nếu mà ai mà không ăn được cay á thì mình có thể gia giảm lại ớt nha. Tại vì á, cái bột ớt hồi nãy của mình á là ớt bột cay nha mọi người, không phải là ớt bột Hàn Quốc mà không cay đâu, cay á. Nó ngon. Có ai nghiện ăn ốc giống mình không ta? Mình thích làm vô mấy cái nồi đất vậy nè mọi người, tại vì cái món ốc này á phải để nóng mới ngon, mà làm vô mấy cái nồi đất á nó giữ nóng lâu lắm, nó cứ ấm 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 vậy mình ăn rất là ngon. Nếu có con bự thì ăn đã hơn mọi người. Nhỏ, nhẽ nó lâu, mất thời gian.
Mọi người ơi, mọi người nếu mà có xem clip của mình á thì mọi người nhớ hả comment rồi like ủng hộ mình nha, tại vì clip mình làm á mà không có ai xem mình cũng buồn á mọi người ơi, không có động lực để làm tiếp. Nên là mọi người nhớ comment lại để ủng hộ mình, để mình biết là mọi người vẫn đang theo dõi mình nha. Nước ốc xuất sắc mọi người. Thì cái clip của mình đó, nó cũng dài rồi đó mọi người. Mình sợ là mình ăn hết cái này mọi người sẽ chán không có coi nữa, cho nên là mình dừng tại đây để mình ăn tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video clip này. Nếu mọi người thấy thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.